Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc trên Visual Studio. Bây giờ mình phải mở những cái bài hôm trước ấy thì mình đã cài, hướng dẫn mọi người cài. Bây giờ mình sẽ mở nó ra và mọi người sẽ cùng theo mình hướng dẫn làm một bài tập về hóa đơn. Bây giờ mình sẽ mở phần mềm lên ạ. Mình kích chuột vào đây thì ở đây nó sẽ hiện cái thông báo, thì đây mình sẽ chọn là RAM plugin đó, thì nó sẽ chạy chương trình. Đây là giao diện của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái file mới, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào new này. Ở trên là những cái công cụ này. Đây ở đây chúng ta sẽ có những cái new này, new project này, new website này, new file. Thì bây giờ là chúng ta muốn tạo một cái file HTML ấy, thì chúng ta sẽ chọn vào new file để chúng ta tạo một cái file mới. Đó, ở đây nó sẽ có cái này này, giao diện này này, chúng ta sẽ chọn web. Còn ở đây nếu mình HTML thì mình chọn HTML, web thì mình chọn web. Đây sẽ có những cái công cụ để mình làm đây. Đây là JavaScript ạ. Đây chúng ta sẽ làm về web nên chúng ta sẽ thao tác ở trên này. Đó. Bây giờ chúng ta chọn đây thì chúng ta open. Thì nó sẽ có cái giao diện như này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút về đây. Bên này là những cái thanh, ở đây sẽ là đi đây này. Cái khu vực này là cái khu vực mà mình sẽ làm cái thao tác những cái phần mềm đây ạ. Còn bên này là cái chỗ mình ghi, bên này là không phải là ghi mã lệnh gì đâu, bên này mình chỉ cần ghi vào và mình chạy thôi. Nếu mình ghi xin chào này, tính mình đang tắt cái kê. Ví dụ mình ghi xin chào này, bây giờ mình lưu với cái file là đây. Là mọi người chú ý là mình phải lưu vào đúng cái ổ mà mình muốn lưu. Thì đây mình đã có mấy bài đây, các bạn đặt tên. Đây là ví dụ đây là mình tính hóa đơn đấy. Đây là hóa đơn thì chúng ta sẽ ghi này, chúng ta sẽ đọc cái đuôi làm sao là chấm HTML thì nó mới nhận đó mọi người, nếu không là nó sẽ không nhận cho chúng ta. Nếu mọi người chạy trên kia nó sẽ không chạy. Đây hiện tại bây giờ mình sẽ chạy cho mọi người, chạy thử cho mọi người xem. Chúng ta tìm đến cái file mà chúng ta vừa lưu đó, thì đây ạ, hóa đơn đây ạ. Thì chúng ta sẽ chạy vào đây, chúng ta sẽ có những hai cái ứng dụng để chúng ta chạy này, như cóc cóc này, internet explorer này. Thì đây chúng ta sẽ chạy trên cóc cóc ạ. Đây nó đã hiện đây ạ. Ở đây là nó sẽ nói là xin chào này đây ạ. Mình ghi ra là xin chào, bây giờ nó đã hiện trên này là xin chào. Thì bây giờ là nó đã chạy được rồi. Bây giờ mình sẽ sang bên này, mình sẽ viết mã code bên này. Bây giờ mình sẽ làm một cái bài tập để cho mọi người hiểu rõ hơn nữa. Đây ở trên này chúng ta sẽ đặt cái tên trang web là xây dựng web hóa đơn bán lẻ. Chúng ta sẽ lưu vào, nếu không lưu là tí máy nó bị sao thì nó sẽ sao. Bây giờ mình lưu vào thì nó sẽ hiện một cái này này. Thì cái này mình chọn yes, yes thôi. Bây giờ đến cái đoạn này, vì làm ở trên
HTML này làm trong Java ấy, thì nó sẽ khác làm bên C cộng hoặc là C thang nhé mọi người. Trên này chúng ta sẽ thao tác cái metam. Metam chúng ta sẽ ghi metam ạ. Chúng ta đúng ngoặc lại mà. Không đúng ngoặc lại là nó sẽ không nhận cho mình. Được. Metam mà nó trang. Chắc set. Cái này mình không phải để đây mọi người ạ. Mình sẽ để ở trên này. Đấy, hiện tại là bây giờ mình làm xong cái metam này. Bây giờ mình sẽ thao tác secret. Bởi vì secret thì nó sẽ khác hẳn hoàn toàn những cái kia. Nó cũng gần giống. Nhưng mà chúng ta sẽ thao tác nó hơn, vì trong script thì chúng ta phải có script ở trong nó mới chạy được ạ. Tại bây giờ đến cái đoạn mã cốt này thì mình sẽ cắt nó đi nhá. Mình chỉ cho mọi người xem cái đoạn mã. Bây giờ mình nhập cái đoạn này vào thì nó cũng hơi lâu ạ. Thì mọi người sẽ đợi mình sẽ cắt cái đoạn này đi nhá. Khi mà mình thao tác viết một một cái bản tính hóa đơn thì trước tiên mình phải mở mở ngoặc và đóng ngoặc. Chúng ta sẽ ghi là script. Bên nào cũng tương tự vậy. Script. Thì chúng ta sẽ đóng ngoặc lại. Bây giờ là script thì chúng ta sẽ thao tác ở trong này. Đến cái đoạn này mình sẽ cắt đi nhá. Mình sẽ cho mọi người cái đoạn mà bây giờ cái đoạn này thì mình sẽ không nói đấy nhá. Mình xong thì mình đi sau mình mới nói nhá mọi người. Đấy, hiện tại mình đã làm xong về cái phần bài tập tính hóa đơn bán lẻ rồi. Đấy. Thì nếu các bạn muốn có một cái nền đẹp hơn thì các bạn có thể thêm nền vào. Thì cái buổi hôm sau mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết hơn. Đấy, bây giờ mình tính được gồm có khách hàng này, tên hàm, số lượng, đơn giá, khuyến mãi và thành tiền. Thì chúng ta hãy nhìn ạ, đây là đoạn code mình tính ạ. Bây giờ mình lưu vào thì bên này thì mình sẽ chạy cho mọi người xem ạ. Đó, chúng ta sẽ vào đây, chúng ta chụp phải vào đây thì chúng ta sẽ chọn các góc ạ. Đây ạ. Đây là tên khách hàng này, tráng mua này, tên hàng hóa là máy in, số lượng là 5, đơn giá là một cái là 2 triệu, thì 2 triệu nữa là khuyến mãi nhỏ hơn 10%, thì đây sẽ khuyến mãi 5%, thì tổng tiền là 9 triệu 500 ạ. Nếu các bạn ở đây đâu khuyến mãi này lớn hơn số lượng này lớn hơn 20 thì sẽ là 10 ạ. Đây là bài số 1 của mình.
Các bạn ấy nhớ bấm đăng ký để theo dõi những bài tiếp theo nhá. Nếu nếu các bạn không muốn đăng ký thì những bài tiếp theo mình đăng lên thì mọi người sẽ không biết ạ. Mọi người hãy nhớ truy cập vào website để tìm thêm thông tin nhá. Website mình sẽ để link ở dưới ạ. Xin chào mọi người.